ông chào ông mới. Hôm nay là ngày đầu tuần nên là đi làm mà ai cũng tràn đầy năng lượng, sáng lên xe đã cười hớn hở rồi. Gặp một bác lái xe mới nữa, trời ơi bác ấy rất là vui tính. Nhưng mà không biết bác ấy sẽ lái xe được bao nhiêu lâu. Có một bác mới lái thôi mà cũng đã nghỉ rồi, nhưng bác này nữa, không biết được bao nhiêu lâu. Lại một ngày mới đi cày, cứ thế hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, ngày nào cũng như ngày nào cũng đi trên con đường như thế này. Đúng là thanh xuân của mình là những chuyến đi, đi hết ngày này tháng nọ, đi miết không biết bao giờ mới được về. Đấy, 7 giờ sáng nó đã sáng như thế này rồi. Không biết là mặt trời mọc vào lúc mấy giờ nữa. Mình nhớ không nhầm là 4 giờ sáng thì phải. Vì có một hôm mình đã dậy đi thể dục vào 4-5 giờ sáng đấy. Trời nó bình minh, trời mặt trời nó đỏ, rất là đẹp. Nhưng mà lâu rồi mình đã không nhìn thấy bình minh kiểu đấy nữa. Tại vì mình đi làm suốt ấy, với cả mùa đông nữa. Thì cũng lâu rồi, bây giờ nó mới có nắng ấy. Đi đến đoạn này là mình cũng đã sắp đến công ty mình rồi. Và mình cũng không thể nào quay được ấy, thì vì mình cũng vào làm ngay ấy, nên không có thời gian để quay. Để trưa nhá, nghỉ trưa mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Tụi mình vừa ăn xong và nghỉ ngơi. Đây người Nhật ngồi cũng rất là đông. Đây là mình ăn K1 đấy, 11:30. Còn một số bạn thì ăn K2 thì từ 12:30 đến 1:30. Nhìn này các bạn ấy ngủ lăn ngủ lóc ra, làm mệt nữa nên ai cũng gục xuống bàn ngủ. Còn người Nhật thì ta ngồi thông trưa ấy, người ta nói chuyện đến thông trưa rồi họ xuống làm. Tụi mình vừa về tới nhà rồi, bây giờ là 5:30 rồi, 5 giờ chiều đấy. Tụi mình về nấu được bát cơm với canh với cả ít cá. Tuần này tụi mình ăn cá nên mình chỉ ăn đơn giản vậy thôi. Đấy, ai có gì thì bưng hết ra ngồi chung để ăn quây quần với nhau. Buổi chiều đi về cùng nhau nên là cũng đói nên đã cùng nhau ăn cơm. Mình lại hấp cả nồi khoai, chắc cả ngày mai mình ăn khoai, sáng khoai, trưa khoai và tối lại khoai. Khoai khoai toàn khoai. Đấy, ăn uống xong rồi vào phòng kho, người thì học, người thì thêu tranh. Mình không có chỗ nào mình ngồi. Nên lát nữa mình sẽ vào phòng mình ngồi mình làm video. Mình đã bị chiếm chỗ. Anh nhanh lên.
em cứ chạy lung tung quanh cái góc toàn cứ sao kinh quá nhỉ. Đấy, chăm ghê ấy. Hiện nhà mình có một thánh rất là chăm. Ngày nào cũng đến xe chỉ luồn kim. Luồn đến 12 giờ. Luồn. Ngày nào phải luồn đến 2 giờ cơ. Cái này nhìn đeo không? Được sớm không vào đâu, về quá 2 giờ vào ghê. Đấy. Bật rồi à? Đẹp nhờ đấy, nhìn nó chăm đẹp. Mặc qua mặt rồi. Toàn đi quay chơi, toàn ở toàn đây. Đi ra đây cắt bánh kem bên này. Đi. Bận lắm. Ê, không thấy ai chơi à? Thôi ngồi mình đi nhá. Tay cắt đã đi. Cái này giống như kiểu như nào thế hả? Làm gì à? Con nó cứng rồi kìa. Còn anh đâu rồi? Đã ăn cái này kìa. Anh ơi! Anh Tiêu ơi! Thời lượng video của mình đã hết rồi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để xem nhiều video mới và những tập tiếp theo. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.